thuốc lá đang đem lại những gánh nặng rất lớn cả về sức khỏe và kinh tế cho người hút. Tỷ lệ người hút thuốc lá tại Việt Nam đứng thứ 15 trên thế giới. Và trung bình mỗi năm thì người dân bỏ ra đến 49.000 tỷ đồng để mua thuốc lá. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, việc sử dụng thuốc lá gây ra 8 triệu ca tử vong mỗi năm trên thế giới, trong đó có khoảng 1 triệu ca tử vong do hút thuốc lá thụ động. Và ở nước ta thì với những nỗ lực của Bộ Y tế và các cấp các ngành địa phương, công tác phòng chống tác hại của thuốc lá đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên thì ý thức của mọi người là yếu tố quan trọng để đẩy lùi mối nguy hại của thuốc lá. Sau nhiều năm hút thuốc lá, những bệnh nhân này đang từng ngày gánh chịu hậu quả nặng nề. Căn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính khiến họ phải thường xuyên nhập viện điều trị kéo dài. Hôm bữa ở nhà sao vô viện đi không? Dạ. Hôm bữa ở nhà sao vô viện? Nó mệt. Mệt gì lâu chưa? Dạ, bị trị năm nay 17 năm. Bị 17 năm là xài thuốc xịt ở nhà hả? Dạ. Hồi xưa hút thuốc lá nhiều không? Hút nhiều. Hút nhiều là hút hồi năm mấy tuổi? Lúc năm 17 tuổi hả? Rồi ngưng thuốc lá lâu chưa? Là đều phát đồ là cai luôn. Là cách đây ngưng cách đây bao lâu rồi? 2007. Là hút cũng vài chục năm rồi. Dạ. Mỗi ngày hút nhiều không hồi xưa? Hồi xưa hút ngày cả gói. Ngày cả gói. Rồi sao mà bỏ lúc đó rồi sao mà bỏ? Bỏ bị bệnh. Bị bệnh nên bỏ. Đang phát đồ điều trị bỏ luôn. Tại bệnh viện lao và bệnh phổi thành phố Cần Thơ, trung bình mỗi năm tiếp nhận hàng ngàn ca nhập viện do mắc các viêm, hen phế quản, tắc nghẽn mãn tính và ung thư phổi. Trong đó, gần 90% số bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá lâu năm. Ở bệnh viện lao này có cái phòng quản lý hen với COPD, thì số bệnh nhân COPD hiện tại đang quản lý là dao động có khoảng 300-400 bệnh. Thường thì chất lượng cuộc sống sẽ bệnh nhân cũng sẽ giảm, chẳng hạn như bệnh nhân đi lại hoặc sinh hoạt đồ hàng ngày nè, tức là cũng sẽ cảm thấy mệt là khó thở. Là gần như với lại sẽ phụ thuộc thuốc, là phải xài cái chai thuốc xịt hoặc thuốc phun là gần như là suốt đời ở những bệnh nhân mà COPD. Ở thành phố Cần Thơ, công tác tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá được các cơ quan đơn vị duy trì thường xuyên bằng nhiều hình thức. Tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ, nhiều năm trở lại đây không còn tình trạng sinh viên mang theo hoặc sử dụng thuốc lá điện tử hay các sản phẩm độc hại ở trường. Phối hợp với các cụm thi đua, tổ chức nhiều cuộc thi để tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và thu hút được rất nhiều số lượng sinh viên tham gia. Và để tăng cường tuyên truyền các thông tin đến với sinh viên, thì trường cũng đã đăng tải những cái thông tin về tác hại của thuốc lá lên fanpage đoàn trường, cũng như là hệ thống phát thanh của trường hàng ngày, hàng tuần. Qua những lần tuyên truyền của đoàn trường thì em cảm thấy là thuốc lá nó vô cùng có hại cho sức khỏe. Em sẽ không hút thuốc và cũng sẽ tuyên truyền những vấn đề gây hại đến cho bản thân khi hút thuốc lá. Ở trường là có tuyên truyền nhiều cái phòng chống tác hại của thuốc lá, bản thân em cũng được tham gia nhiều cái hoạt động như vậy. Bản thân em là không có hút thuốc, qua đây em xin tuyên truyền đến mọi người là không nên hút thuốc, vì hút thuốc nó để lại rất nhiều hậu quả cho xấu cho sức khỏe, và chúng ta không nên hút thuốc vì một môi trường xanh đẹp. Trong thực tế, một bộ phận không nhỏ người dân vẫn còn thói quen hút thuốc lá ở nơi công cộng, mà ít ai quan tâm khói thuốc lá chứa hơn 7.000 hóa chất, trong đó có 69 chất gây ung thư. Do đó, để phòng chống tác hại của thuốc lá, bên cạnh sự vào cuộc của các cấp, các ngành, thì rất cần sự thay đổi nhận thức và thói quen của mỗi người.